Chào các bạn, hôm nay tôi nói về cái độ chính xác khi thiết kế khuôn. Thì nếu các bạn để ý thấy, thông thường khi mình đưa cái mẫu mình vào môi trường làm khuôn á, thì nó xuất hiện một cái thông báo dưới đây. Nó báo mình biết rằng là cái độ chính xác này nó không có phù hợp, và nó có một cái gọi là conflict á, là nó xung đột về độ chính xác. Thì tôi sẽ nói rõ về cái nguyên nhân, cũng như là cái cách mình khắc phục cái lỗi đó. Thì thực sự đó không hẳn là một cái lỗi các bạn, mà chỉ là một cái thông báo, nó cảnh báo cho mình một cái nguy cơ về sau thôi. Thì tôi sẽ làm từng bước một và tôi lý giải từng cái option cho các bạn hiểu luôn. Thì mình cũng đương nhiên mình xét từng làm việc trước và sau đó là mình vào cái môi trường khuôn nhé. Ví dụ như tôi dùng cái file là trong cái thư mục là mold accurate và door handle. Đây. Các bạn có thể đặt cái tên. Rồi mình cứ làm bình thường nhé. Ví dụ ở bước này tôi đưa cái reference model của tôi vào, chính là cái tay nắm cửa này. Rồi, bây giờ tôi muốn đặt là cái anh này trùng với cái anh này. Tôi đặt là consign. Sau đó thì tôi đặt cái anh này trùng với anh này. Và cái anh này trùng với cái anh này. Thì tôi đồng ý. Tôi đồng ý luôn nè các bạn. Thì đây, nó báo rằng là cái mô lắp ráp này nè, trong assembly của mình á, thì nó có cái độ chính xác tuyệt đối, là không có, nó có xung đột, nó conflict, nó xung đột. Thì nó bảo mình là xem cụ thể trong cái file này các bạn. Thì mình mở file ra xem thử nha. Có thể đây. Thông thường thì cái này hầu như là bạn nào cũng mắc phải. Và đôi khi có thể là mình sẽ bỏ qua nó. Còn ở đây thì tôi sẽ lý giải tại sao. Thì các bạn thấy ở đây nó thông báo cho mình thông tin thế này. Là nó có nói về cái độ chính xác là tuyệt đối hoặc là độ chính xác tương đối. Và ý nó bảo rằng là trong đây nó conflict với nhau. Ví dụ như là cái file này nè, môi trường assembly của mình á, nó có độ chính xác là 65 phần ngàn đúng không các bạn? 65 phần ngàn, 65 phần 10 ngàn chứ. Trong khi đó cái chi tiết của mình nó có độ chính xác là 67 phần 10 ngàn. Các bạn nhớ hai con số này nhé. Vậy thì cái độ chính xác tuyệt đối và tương đối là như thế nào các bạn? Thì tôi nói một ít về cái tùy chọn này. Mình đóng lại đi nha. Thì trong Creo nó có hai cái độ chính xác, một cái nó gọi là relative tức là tương đối, và một cái là absolute là tuyệt đối. Thì cái độ chính xác relative đó, tức là tương đối đó, nó tính theo cái tỷ lệ phần trăm so với cái kích thước hình bao của sản phẩm mình. Ví dụ như mình có, các bạn có một cái sản phẩm có kích thước hình bao của nó đó là 100, và các bạn có cái độ chính xác tương đối là 0.01. Tức có nghĩa là nếu mình có 100 á, thì lúc đó là cái sai lệch, là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà Creo nó có thể bỏ qua được á, là 0.01. Nhưng mà vì đó là tương đối, cho nên nếu một lát nữa mình thiết kế thêm thì cái model mình nó sẽ bự ra nữa, thì lúc này có thể là cái hình bao của nó đó là sẽ là 200. Thì lúc này cái khoảng cách, cái chung xa mà Creo cho phép mình á, thì là 200 nhân cho 0.01, nó là 0.02. Tức là nó, cái độ chính xác á, cái khe hở mà cho phép á, nó sẽ tăng dần theo cái kích thước của cái tập tinh, cái kích thước hình học trên cái đối tượng của mình. Và tức có nghĩa là trong một cái file, cùng một file, nhưng mà cái feature trước và feature sau có thể là nó sẽ khác độ chính xác, khác cái dung size của Creo cho phép mình. Thì các bạn tưởng tượng rằng nếu trong mình làm khuôn á, ban đầu mình có sản phẩm như thế này, nhưng một lát nữa có thể là mình sẽ tạo một phân khuôn thì cái kích thước nó sẽ to ra, lúc đó thì cái sai lệch nó sẽ là tương đối sẽ lớn hơn. Thì ban đầu thiết kế thì nó ok, nhưng cái tách khuôn á thì là nó sẽ không ok. Đấy, trái lại với nó thì nó có một cái độ chính xác gọi là tuyệt đối, là absolute. Tức là ví dụ như tôi set độ chính xác tuyệt đối tôi là 0.01, thì cho dù cái model của mình có cái kích thước hình bao lớn nhất là 100 hay là 200 hay là 300, thì nó đều chốt, nó fix luôn cái giá trị sai lệch cho phép là 0.01. Nó không phụ thuộc vào cái kích thước độ lớn của cái model của mình. Vậy thì trong Creo này á, khi thiết kế khuôn các bạn nên là set cái độ chính xác là nó về cái độ chính xác là tuyệt đối, tức là enable cái absolute accuracy. Thì cách làm các bạn có thể làm như thế này. Các bạn vào menu file, các bạn vô cái option, các bạn chọn cái configuration editor, và các bạn để là chọn là all đi nhé, all option, và các bạn tìm tới cái option tên là enable accuracy, chữ A nhé, enable nè, AC enable accurate, enable đây, absolute accuracy, mặc định đây là no các bạn, thì các bạn để là yes. Mình đây là Z nhé. Các bạn là ok. Nó hỏi là trong tương lai mình có muốn lưu lại hay không. Thì Z sẽ nói là ok, là tôi muốn lưu lại luôn nhé.
Thì tôi là yes. Tôi luôn vào thứ một lần mà có phí của tôi. Ok. Thì bây giờ mình có thể mình đóng lại nha các bạn. Rồi mình clear toàn bộ đi nha. Coi như chưa từng xảy ra gì hết. Mình tạo lại thì lúc này nó sẽ không có báo cái lỗi đó nữa. Các bạn có thể là tạo lại nha. Rồi mình cũng vô bên này. À nhưng mà tôi xóa lại cho các bạn nha. Tôi xóa file này đi. Tôi để nó đi nha. Rồi bây giờ tôi cũng là tôi đặt tên ảnh là door handle nha. Ok. Tôi cũng để như vậy. Sau đó tôi cũng làm bình thường nha. Tôi cũng lắp ráp cái chi tiết này vào. Tôi lấy cái mặt này trùng với cái mặt này. Chọn là concise. Anh này đi với anh này. Và tất nhiên là cái anh này đi với anh này. Ok. Tôi để là inherit nhé. Các bạn thấy nè. Lúc này nó xác nhận như mình gì đây. Nó chuyển về độ chính xác của cái chi tiết của mình. Là chính là 67 phần 10 ngàn. Các bạn ok luôn. Thì là xong. Nó là gì nó set rồi. Thì lúc này cái model của mình á, cho dù các bạn là thiết kế thêm một con khuôn, cái mô hình mình nó có bự ra bao nhiêu nữa đi á, thì cái độ chính xác luôn luôn vẫn là 67 phần 10 ngàn. Tức là các bạn không có bị cái lỗi là sau này khi tách khuôn mà có khe hở, đặc biệt là khi mình thiết kế bằng khuôn phức tạp á, đi qua những cái ghép và cái feature phía trước và cái feature phía sau á, là nó có cái ghép thì nó không cho tách khuôn. Thì tình huống này mình đã fix được cái lỗi đó. Và các bạn xem là trong cái option của mình này nè, lúc này nó không hề xuất hiện cái thông báo lỗi nữa. Và các bạn có thể là ok, tiếp tục bước làm khuôn của mình. Thì tôi lưu lại luôn nhé. Các bạn khi mình lưu lại nè, thì nó sẽ ra cái tập tin của mình đây. Nó gồm cho mình là cái assembly, cái part reference của mình. Và nó không hề xuất hiện cái thông báo lỗi nữa. Thì đó là tôi vừa trình bày qua cái thứ nhất là tôi giải thích về cái độ chính xác tương đối và độ chính xác tuyệt đối. Cái thứ hai nữa là tôi hướng dẫn các bạn cái cách mà mình set cái độ chính xác tuyệt đối để sau này khi mình làm khuôn và đặc biệt khi tách khuôn á, mình không bị báo cái lỗi là conflict về độ chính xác nữa khi mà thiết kế khuôn với là BTC Chromatometric. Rồi, cảm ơn các bạn.